Trân chào các em, rất là vui mừng gặp lại các em. Hôm nay thầy lên xin giới thiệu với các em ngành tiếp theo, đó là ngành y học cổ truyền. Ngành y học cổ truyền thì chúng ta sẽ làm quen với những cái vấn đề như sau. Y học cổ truyền là gì, rồi là y học cổ truyền học những cái kiến thức gì, y học cổ truyền cần những cái kỹ năng và tố chất gì, và y học cổ truyền học ở đâu, và có những cái công việc làm tiến thân, cơ hội nghề nghiệp cho cái ngành này như thế nào, không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt là tìm hiểu nha. Đó. Nhất một, đó là gì? Y học cổ truyền là gì? Không nào? Y học cổ truyền là gì? Y học cổ truyền là cái ngành, không nào, mà chẩn đoán bệnh và điều trị bệnh bằng cái phương pháp y học cổ truyền, đúng không? Phương pháp y học cổ truyền. Như vậy phương pháp y học cổ truyền này thì nó gồm có những cái gì? Thứ nhất là người ta có thể dùng thuốc đông y, không nào, đông y. Ở mình thì người ta hay gọi là thuốc bắc, không nào, thuốc bắc đông y. Ví dụ như người ta bệnh thì người ta đến bắc mạch, không nào, bắc mạch rồi hút thuốc thuốc gió cày, rồi các loại gió cày về bỏ vô rồi ấm rồi nấu, không nào, cái đó là như vậy. Xét rồi uống. Đó. Một vấn đề nữa là gì nè? Trị bệnh bằng cái gì kia? Bằng cách là xoa bóp, không nào, xoa bóp hoặc là trị bệnh bằng là bấm huyệt, không nào, bấm huyệt hoặc là trị bệnh bằng châm cứu, không nào. Ngoài ra ở Trung Quốc thì người ta có thể trị bệnh bằng khí công, ha, trị bệnh khí công cũng thuộc cái dòng đông y này, không nào. Thì đó là cái y học cổ truyền là như vậy. Cái y học cổ truyền là chẩn đoán bệnh và trị bệnh bằng những phương pháp y học cổ truyền, không nào. Thì ở đây ở Việt Nam mình nói là y học cổ truyền, nhưng mà thật ra nó là cái này là đông y, không nào, đông y. Em lưu ý trị bệnh bằng phương pháp đông y. Vấn đề thứ hai chúng ta cần tìm hiểu đó là học cái gì. Đó. Thì các em học cái ngành y học cổ truyền, người ta sẽ trang bị cho các em những kiến thức sau đây. Các em học về phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe, không nào. Rồi là các em học về sinh học và di truyền, rồi các em học các cái môn như là tâm lý y khoa, rồi là đạo đức y khoa, rồi học cái môn như là giải phẫu, học cái môn sinh lý, hoặc là môn điều dưỡng, môn nội bệnh lý, rồi là ngoại bệnh lý, rồi là các cái môn học như là phụ sản, bao nào, nhi khoa, rồi là da liễu, rồi là lao, rồi các cái bệnh truyền nhiễm, đúng không? Các em đều được học các, hoặc là các em học về dược lâm sàng, không? Rồi là các em học về môn châm cứu, vân vân. Các em học rất là nhiều môn mà có liên quan đến một ngành. Thì cái thời gian học của các em trên cái giảng đường đại học mà y khoa, thì y học cổ truyền này thì các em học tới 6 năm. Nó tương đương với một bác sĩ, không nào, tây y, không nào. Nhưng mà theo đánh giá của người ta thì cái chương trình học của mình là nó tỉ mỉ hơn, nó nhiều hơn, cái lượng kiến thức nó nhiều hơn, không nào, nó công phu hơn. Đó là cái môn học của mình, các em ở trên giảng đường đại học. Cho nên là chúng ta phải còn có một cái sức dẻo dai, không nào, trong đời học tập. Cái vấn đề thứ ba các em cũng cần tìm hiểu, đó là những cái kỹ năng và những cái tố chất cần thiết cho cái ngành y học cổ truyền, không nào. Vấn đề thứ ba đó là các kỹ năng và các tố chất. Các tố chất thì đối với người học cái ngành y học cổ truyền này, các em, thì chúng ta cần phải có những cái kỹ năng và tố chất sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải có đạo đức, không nào, phải có đạo đức, rồi là có cái lối sống tỉ mỉ, không nào, trong công việc tỉ mỉ, không nào, rồi là chúng ta phải cẩn thận trong công việc, nếu như chúng ta sơ sỏi là dẫn đến tử vong của bệnh nhân, không nào, bệnh nhân chúng ta dễ bị tử vong, rồi là chúng ta gì kia, có tính bao dung độ lượng, không nào, rồi là có tính nhân hậu, không nào, cảm nhận được cái nỗi đau của bệnh nhân, rồi là chúng ta có cái cử chỉ nhẹ nhàng, không nào, có cử chỉ nhẹ nhàng, rồi là có cái tình cảm với bệnh nhân, không nào, có tình cảm bệnh nhân, rồi chúng ta nhẫn nại, kiên trì trong cái việc tìm hiểu, nghiên cứu bệnh nhân để trị,
trị bệnh cho bệnh nhân của mình. Đó là chúng ta bình tĩnh yêu nghề, đó là chúng ta có cái tính bình tĩnh yêu nghề, rồi là tạo niềm tin cho bệnh nhân. Đó là nhiều lúc cái một cái cử chỉ, một cái hành động của bác sĩ thôi thì đã làm cho bệnh nhân nó bớt bệnh rồi. Đó không nào? Cho nên là ngoài chúng ta trị bệnh bằng bệnh lý thì chúng ta trị bệnh tâm lý, đúng không? Rồi là chúng ta có cái đầu óc là quan sát nè, rồi phân tích nè, phán đoán nè, chính xác, không nào? Chúng ta nhạy bén trong cái chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân, không nào? Nhạy bén, nhạy bén. Chúng ta phải có sức khỏe, không? Tốt, sức khỏe tốt, sức khỏe tốt. Người bệnh bác sĩ là phải có cái sức khỏe để trị bệnh cho bệnh nhân. Rồi là chúng ta ham học hỏi, chịu khó trong công việc, chịu khó trong nghiên cứu, tìm ra bệnh, tìm ra thuốc để trị cho bệnh nhân, vân vân. Thì đó là những cái tố chất mà cần có đối với cái người làm bác sĩ y học cổ truyền, đúng không? Hay là gọi là bác sĩ đông y ha. Rồi chúng ta sẽ gì học ở đâu? Phần thứ tư đó là cái mà sẽ học ở đâu? Ở đâu? Đối với cái ngành y học cổ truyền này đấy các em, thì các em được học ở các cái trường đại học như sau. Các em có thể học ở trường Đại học Y khoa Hà Nội, đúng không? Đại học Y Hà Nội. Hoặc là các em học ở Đại học Y Dược Hải Phòng. Hay là các em học ở Đại học Y Dược Thái Bình, đúng không? Các em học Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam, học ở học viện ha. Hoặc là học Đại học Y Dược Huế, hoặc là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là học Đại Dược Y Dược Cần Thơ, không nào? Đại học Y Dược Cần Thơ cũng có, không nào? Rồi Thành phố Hồ Chí Minh ở Huế, rồi cổ truyền ở Việt Nam, không nào? Rồi là Y học Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, thì đó những cái trường đó thì nó có các em theo dõi mình ở gần cái khu vực nào thì mình học ở gần khu vực đó. Cái vấn đề thứ năm đó là cái cơ hội nghề nghiệp, cái việc làm của nghiệp, việc làm. Thì thông thường thì các em là làm gì và làm ở đâu, không nào? Thì đối với cái ngành này thì chúng ta rất là nhẹ nhàng, không? Các em mới biết rồi, công việc làm cho mình bác sĩ thì khám và chữa bệnh cho bệnh nhân thôi, hả? Còn làm ở đâu thì chúng ta có như, chúng ta có thể làm việc tại các cái bệnh viện, không nào? Từ huyện, khu vực, tỉnh đến đa khoa, các bệnh viện đa khoa, không nào? Đó là như vậy. Chúng ta có rất là nhiều bệnh viện, không? Ngoài ra chúng ta có thể làm ở các cái phòng khám tư nhân hoặc là bệnh viện tư nhân, không nào? Ngày nay thì cũng có rất là nhiều. Rồi là chúng ta có thể là mở cái phòng khám riêng cho mình, không nào? Hoặc là chúng ta có thể là mở cái nhà thuốc đông y ở nhà, không? Hoặc là chúng ta tiếp tục đi học tiếp, nâng cao hơn nữa. Thì tùy theo cái điều kiện của các em thì các em có thể là làm việc ở nhiều nơi như vậy, không? Thì cái nghề bác sĩ thì các em chỉ có cần giỏi về trị bệnh thôi, còn bệnh nhân người ta sẽ tìm cái người ta trị, người ta để người ta trị thôi, không cần phải nhất thiết là mình phải làm gì ở đâu xa lạ lắm đâu, em làm ở đâu cũng được hết, mà miễn có uy tín, có đạo đức, trị được bất bệnh thì người ta tự động người ta tới thôi, không nùng nục người ta tới, nùng nục người ta trị thôi, các em an tâm đi, không? Mình là bác sĩ, mình không cần phải lo gì cái chuyện đó cả, đúng không? Mình chỉ cần lo học cho tốt, trị bệnh cho tốt, thuốc tốt, không? Cho người bệnh là tốt rồi. Chúng ta có đạo đức cũng được, không? Danh tiếng chúng ta có thì chúng ta sẽ có bệnh nhân tới, người ta sẽ tới nhà các em, người ta trị, thì khỏi lo. Còn đối với cái vấn đề cái này các em cần biết là khối thi, khối xét tuyển thì nó gồm có khối B00, không ạ? B00 và A00, nó chỉ có hai khối này thôi kia. B00 và A00, đúng không? Còn điểm thì nó cũng tùy theo trường và tùy theo khối, nhưng mà nó điểm nó từ là 19 điểm nghe, 19 điểm cho đến là 22 điểm. Đó, nó khoảng điểm đó. Còn y học cổ truyền thì như vậy. Còn đối với cái nhóm ngành này thì theo nghiên cứu của trung tâm nguồn nhân lực á, đó nào, trung tâm nguồn nhân lực thì trong tương lai người ta cần là tới năm 2025 rồi, 2025 thì người ta cần tới khoảng là 15.000 lao động, 15.000 lao động đối với nhóm y khoa này, thì người ta cần tới khoảng là 15.000 lao động, đúng không nào?
đó, 15.000 lao động, phải không? Em thấy một cái lực lượng tương đối rất là gì lớn. Đây là thành phố Hồ Chí Minh nè, trung tâm dự báo nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh, phải không? Còn đối với lương lương của cái ngành này kia thì người ta tính trung bình, phải không nào? Thì nó tầm cỡ từ 6 triệu cho đến là 10 triệu. 10 triệu, phải không nào? Triệu đồng trên một tháng, phải không nào? Cái lương này là cũng là làm trên chính khóa kia, không chưa tính làm ngoài rồi. Thì cái lương này nó đã cao rồi nhưng kia à, so với lương giáo viên của thầy là nó cao hơn nhiều ạ, phải không nào? Thì trên đây thầy đã trình bày đầy đủ những cái yếu tố của cái ngành y học cổ truyền, phải không nào? À, có 5 yếu tố như vậy, mong các em tìm hiểu cho kỹ và chúng ta chọn nghề nghiệp cho nó phù với cái sở thích sở trường của mình, phải không nào? Một lần nữa thì cảm ơn các em đã theo dõi, phải không nào? À, các em nhớ bấm subscribe để đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh, phải không nào? À, các em có những thắc mắc gì của anh cùng mình ở dưới thì thầy sẽ giải đáp, phải không nào? À, cảm ơn các em và chúc các em thành đạt.